Bất động sản miền quê xin kính chào quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Dạ hôm nay em sẽ quay cô chú anh chị xem một lô đất có view cực đẹp ha. Đất này tọa lạc ở xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Từ vị trí đất của mình đi ra đường đường nhựa lớn quý anh chị, đường DT774, đường DT4 thì 600m nha quý anh chị ha. 600m ta tới đường nhựa lớn ha. Còn đi ra nó sát xuống mơ nè, miếng này ra xuống mơ chắc 400m tới xuống mơ anh quý anh chị ha. 400m ta tới xuống mơ. Rồi. Thì hôm nay em đang quay miếng đất này. Thì nó có miếng đất này có hai mặt tiền ha. Đất mình có hai mặt tiền. Hai mặt tiền bê tông hiền hữu hết. Thì tổng diện tích miếng đất này là 3.500m² nha quý anh chị. 3,5 sào. Đây, đất ở đây. Thì mặt tiền của nó là một bên này nè. Từ ngay chỗ để em quay đi cái cuối đất luôn đi ha. Một mặt nó là 75m, một mặt kia là 25m. Tổng là 100m mặt tiền quý anh chị. Dạ, tổng 100m mặt tiền. Trên đất có 300m thổ cư. Có view, có hồ. Chị thấy nè. Đường này thông quốc lộ 20 luôn nha quý anh chị. Hướng này chạy về hướng về quốc lộ 20, hướng về Phương Lâm á quý anh chị. Khu vực này sông nước ha. Giống kiểu miền Tây. Mát mẻ lắm. Cực kỳ mát mẻ luôn. Ranh giới mình từ cái nhà này quý anh chị ha. Ranh giới mình từ đây, vách tường của nhà này. Chạy dài tuốt cái đó. Tuốt cái đó. 75m. Quẹo trái qua 25m nữa. Trên đất có cái hồ rất là đẹp quý anh chị. Đó cái hồ rất là đẹp. Có cái hồ rất là đẹp, trong xanh lắm nha. Em xuống quay cái hồ cho quý anh chị xem. Có hồ nước rất là đẹp. Nha. Quý anh chị thấy hồ đẹp không? Nước xanh lè ha. Ở đây không bao giờ hết nước cho quý anh chị. Không bao giờ hết nước luôn. Đang thả cá điêu hồng á. Hồ đẹp ha. Khu vực này đa số là người ta làm sinh thái nhiều quý anh chị. Tại gần suối mơ á, cho nên mát mẻ quanh năm, nước không bao giờ cạn nữa. Ở đây người dân người ta xài nước trong nguồn chảy ra, nước trong mạch đá chảy ra cũng ít nha quý anh chị. Người nào cũng vậy, có nước ở trên, tự nhiên nước thiên nhiên sao á, ở trên nguồn chảy xuống hoài vậy không hết vậy đó. Cứ mình chảy nước ở trong khe đá ra rồi mình xài thôi. Cho nên ở đây quý chị đừng hỏi kêu có khi nào cạn nha, nước không bao giờ cạn nha. Đó. Còn đánh giới bên đây từ nhà mình qua đây 25m nữa. Thì tổng diện tích mình 100m mặt tiền quý anh chị ơi. Cho mấy mặt tiền á, từ vị trí đất mình đi ra quốc lộ 23 km nha quý anh chị, đi ra tới thị trấn Tân Phú á, thị trấn Tân Phú 125 mình á, 3 km à. Đường là to ha, bê tông. Rồi bên đây 25m. Đánh giới nhà này nè. Từ nhà này chạy qua ha. 25m. Quý anh chị đi xuống đây khoảng chừng 50m đó, quẹo phải ra cách Suma nha, tới Suma nha. Quẹo phải là giáp Suma luôn. Nói chung mình cách Suma có mấy trăm mét thôi ha. Đây đó, tới đó, tới cái chỗ cái trụ điện đó. Mình quẹo phải qua một cái là tới Suma. Cái giáp Suma luôn. Đất hai mặt tiền. Tổng diện tích là 3.500m², có 300m thổ cư. Từ đây ra thị trấn Tân Phú thì 3 km với anh chị ha, 3 km tới thị trấn Tân Phú thôi. Đi ra đường nhựa, cách đường nhựa 600m là tới đường DT 774, đường nhựa Ta Lài Trà Cổ là đường này.
Đường này thì là mình chạy đây, mình quẹo trái thì vô trong Phú Bạc Phú Liền ha, quẹo phải đúc lộ 20, đường thẳng, đường đâm thẳng ra Phương Lâm, đường này thẳng thì vô quẹo phải Xu Mơ, nói chung đường thông tứ phía quý anh chị ha. Rồi em xin kết thúc clip ở đây ha, kính chúc quý cô chú quý anh chị có một ngày làm việc thật là vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thật là nhiều hạnh phúc. Quý anh chị cô chú có thấy kênh em hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé, để em có động lực quay nhiều clip cho quý anh chị tham khảo. Rồi cảm ơn quý anh chị, xin chào quý anh chị.